trí thể thao. Hôm 29 tháng 6 vừa rồi, sau khi đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, cuối cùng cầu thủ Nguyễn Quang Hải, tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, đã chính thức đầu quân cho FC Pau, một câu lạc bộ của thành phố nhỏ nằm ở phía Tây Nam nước Pháp, gần biên giới với Tây Ban Nha, đang chơi ở giải hạng 2 trong làng bóng Pháp. Thông tin đã được loan truyền từ cả tuần trước đó trên truyền thông Pháp cũng như Việt Nam với không ít háo hức. Chiều ngày thứ Năm, Quang Hải đã cùng với 9 tân binh khác mà câu lạc bộ FC Pau tuyển mộ cho mùa bóng mới 2022-2023 đã chính thức ra mắt. Quang Hải sẽ khoác áo số 19 trong đội hình thi đấu chính thức của Pau. Hầu hết các tờ báo thể thao lớn của Pháp như tờ L'Équipe hay các báo địa phương vùng Pyrenees, nơi có thành phố Pau, đều đánh giá cao về Quang Hải, một tiền vệ xuất sắc của châu Á đã lựa chọn câu lạc bộ hạng 2 của Pháp để thử sức trong những bước đầu tiên của sự nghiệp thi đấu ở nước ngoài. Trước đây không lâu, có một vài cầu thủ Việt Nam đã ra nước ngoài thi đấu ở các giải hạng nhất, thậm chí ở làng bóng châu Âu, như Công Vinh đến Bồ Đào Nha, Công Phượng đã tới Bỉ hay Văn Hậu cũng đã chơi ở Hà Lan. Nhưng chưa có chuyến xuất ngoại nào gây xôn xao dư luận như trường hợp của Quang Hải lần này. Dù giá trị bản hợp đồng với FC Pau của Quang Hải rất thấp, khoảng trên 400.000 euro. Vì sao? Khi Quang Hải chọn bến đỗ châu Âu là một câu lạc bộ có tầm trung của giải hạng 2 bóng đá Pháp lại gây phấn chấn với dư luận và người hâm mộ Việt Nam đến như vậy? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui giải thích. Trước hết chúng ta phải thấy thế này, một cầu thủ của Việt Nam vào cái thời điểm hiện tại là cầu thủ được coi là hay nhất và đắt giá nhất của Việt Nam, mà được đi sang thi đấu ở một cái giải châu Âu mà nó là cái giải đó, mặc dù nó hạng 2 nhưng mà nó nằm ở trong cái top là 5 cái giải hàng đầu của châu Âu cũng như của thế giới. Thế thì đó là một cái việc mà người hâm mộ bóng đá cảm thấy rất là phấn khích, bởi lẽ lần đầu tiên có một cầu thủ và người ta hy vọng là anh ta sẽ được thi đấu trong cái đội hình chính. Trước đó, cha xưa thì có Quỳnh Đức, rồi sau đó đến Công Vinh, rồi thậm chí là Xuân Trường, Công Phượng, rồi đến Văn Hậu, rồi Tuấn Anh cũng ra thi đấu ở nước ngoài. Có Văn Hậu thi đấu ở bên Hà Lan nhưng mà có thành công vì một cái lý do đơn giản nhất là không có được một cái vị trí chính thức ở trong cái đội hình của cái câu lạc bộ đó. Cho nên là phần lớn thì sau một cái thời gian thì là phải quay trở lại để chơi V-League. Thì như vậy lần này đó, đây là một cầu thủ mà được ra với một cái hợp đồng 2 năm và một cái giá trị mà được đưa lên trên cái trang web là giá trị chuyển nhượng là đến 400.000 euro, có nghĩa là có 440.000 đô. Rõ ràng rằng là sau những cái thành tích xuất sắc của một cầu thủ trẻ của năm 2017-18 và sau đó là cầu thủ xuất sắc nhất của V-League 2019 và một trong những tiền vệ hay nhất của châu Á, với một cái số lượng người hâm mộ là rất nhiều, là khoảng 2,5 triệu người. Quang Hải thi đấu ở tại Ligue 1 của Pháp, nhưng mà là cái quan trọng nhất là anh ta có thể thi đấu được ở trong đội chính. Rõ ràng rằng cái điều đó là cái điều rất tốt. Đến với Pau, một đội bóng loại song song hạng 2, theo ông Quang Hải muốn tìm cơ hội gì cũng như câu lạc bộ Pau có thể kỳ vọng gì vào cầu thủ này? Cái đội Pau nó cũng có cái hay, đây là một câu lạc bộ Pháp ở một cái vùng mà chúng ta nói ở phía Tây Nam, tức là nó gần với lại Atlantic, gần với Tây Ban Nha. Mặc dù cái giá trị trên cái thị trường chuyển nhượng thì nó không cao lắm, ở cái Ligue 1 thì nằm ở tấm giữa thôi, nhưng mà là có đến 12 cầu thủ ngoại, trong đó có 4 tuyển thủ quốc gia và 4 cựu tuyển thủ quốc gia cùng với 2 cái tuyển thủ trẻ. Và cái mùa này nè thì là có đến cái 10 sự chuyển nhượng vào đầu mùa, thì rõ ràng là cái câu lạc bộ mà đã chơi ở cái giải hạng 2 này là 3 năm rồi, cũng là một cái điều kiện nó cao hơn, tốt hơn so với lại thi đấu ở V-League với giá trị nó thấp hơn nhiều, thì rõ ràng đó là cái cơ hội. Và Pau cũng cho chúng ta thấy là đây là một câu lạc bộ mà cũng đã từng có một cái trận thắng ở trong cái cúp của nước Pháp, thắng Bordeaux 3-2, sau đó thì thua Paris Saint-Germain 2-0 và lập một cái kỷ lục là có đến 16.700 khán giả và xem cái câu lạc bộ này thi đấu, thì đó là một cái điều mà không phấn khích. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà Quang Hải ở đây, Quang Hải là rơi đúng vào cái tầm ngắm, tức là một trong những cầu thủ có thể cầm bóng để chơi tấn công, và người ta cần những cầu thủ mà có cái kỹ thuật khéo léo và có những cái đường truyền chính xác để có thể tạo nên cái đột biến cho cái tấn công. Thì tôi cho rằng là cái vị trí mà của Quang Hải khi được chọn ở đây, thì cái khả năng để mà Quang Hải có thể phát huy được cùng với các cầu thủ khác có thể chơi được tốt trong cái đội hình của đội bóng Pau này.
Từ trường hợp xuất ngoại của Quang Hải nhìn rộng ra cho làng bóng Việt Nam thì phát hiện và đào tạo tài năng là rất cần thiết, nhưng để các cầu thủ có điều kiện xuất ngoại thi đấu nhiều mới tạo động lực để bứt phá. Nhiều nền bóng đá châu Á đã thành công vì đi theo hướng phát triển như vậy. Rõ ràng là cái V-League của mình, mặc dù là chúng ta có cái tiến trình chuyên nghiệp hóa cũng 20 năm rồi, nhưng mà cái độ chuyên nghiệp của mình nó còn thấp. Từ cái giải đấu đến cái chuyên nghiệp của các câu lạc bộ đến cái chuyên nghiệp của cầu thủ nó vẫn còn thấp. Cho nên nó cần phải có một vượt ra khỏi cái tầm quốc gia để tiến đến quốc tế, để có cái đẳng cấp nó cao hơn. Cái việc nữa đó là với bản thân các cầu thủ khi mà nó có tài năng ấy, thì rõ ràng cái việc đi ra nước ngoài để thi đấu thì đó là một cái chuyện danh giá và mang lại lợi nhuận tiền. Thì đó là ba cái yếu tố cơ bản, và hầu như tất cả những cái đất nước nào mà người ta muốn phát triển thì đều làm điều đó. Chúng ta lấy cái điển hình thí dụ như là Nhật, Hàn Quốc, Iran thôi, ba nước đó để chúng ta thấy. Thì cái đội tuyển Nhật ấy, 20 trên 25 cầu thủ trong đội tuyển đó, đó là đang thi đấu ở nước ngoài. 6 cầu thủ thi đấu ở Đức, 3 cầu thủ thi đấu ở Anh, 2 cầu thủ thi đấu ở Scotland, 2 cầu thủ thi đấu ở Tây Ban Nha, 2 ở Bỉ, rồi ở Monaco, ở Hà Lan, ở Pháp, vân vân. Hàn Quốc thì cũng vậy, có đến 9 trên 29 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Ở Anh 2 cầu thủ, ở Nhật 2 cầu thủ, ở Pháp, ở Đức, ở Nga, Qatar, Saudi, Iran cũng vậy. 14 trên 30 cầu thủ của họ là thi đấu ở nước ngoài. Thì điều đó cho thấy rằng là để mà có thể tiếp cận được và có thể chơi được ở cái đấu trường quốc tế đó, tức là vào được World Cup chẳng hạn, thì cần phải vượt ra khỏi cái tầm thi đấu quốc gia. Các cầu thủ mà của Nhật hay là của Hàn Quốc, các cầu thủ mà đẳng cấp cao đó là họ đều vượt ra khỏi cái tầm. Mặc dù cái giải của họ cũng rất đáng giá. Cái giải của Nhật Bản là đến có tổng giá trị là đến hơn 300 triệu. Còn Hàn Quốc thì cũng đến 175 triệu ở K1. Việc mà các cầu thủ ở trong các nước ở châu Á mà họ có cái đẳng cấp cao là đều thi đấu ở những cái giải lớn, cái giải hàng đầu của thế giới, thì từ đó mới tiệm cận được với lại cái trình độ cao. Thì ở Đông Nam Á đó, chúng ta biết là Thái Lan cũng đã từng có những cầu thủ đi sang thi đấu ở các cái giải châu Âu. Và tôi đặc biệt quan tâm là hiện tại Philippines là có một cầu thủ nhập tịch thôi, Gerrit Holman đó, thi đấu cho đội Bochum mà có giá trị chuyển nhượng đến gần 5 triệu đô. Thì phải nói rằng là hơn Quang Hải thì chúng ta rất là nhiều. Chúng ta phải lưu ý cái điều đó. Thì đó là một cái xu hướng mà các cái nước á, muốn mà phát triển á, thì cần phải đào tạo trẻ tốt để có những tài năng. Những tài năng đó phải được tiếp cận với cái nền bóng đá chuyên nghiệp và đẳng cấp nó cao hơn, vượt ra khỏi cái tầm quốc gia. Thì lúc bây giờ mới có những cầu thủ tốt được. Cái đó là một cái xu thế mà người ta đã làm nhiều năm rồi chứ không phải là mới đây. Ông có nghĩ rằng sau Quang Hải việc ra nước ngoài thi đấu của các cầu thủ Việt Nam tới đây sẽ trở nên phổ biến hay không? Tôi nghĩ rằng là cái đó phải là một cái chủ trương, đồng thời cũng phải có cái định hướng với các câu lạc bộ cũng kể cả các cầu thủ. Chúng ta đang có một cái lứa cầu thủ đang chơi cho đội tuyển quốc gia cũng như các cái đội tuyển U23, đội tuyển U20, đội tuyển trẻ đó, thì là những cái tài năng và cũng được nhìn nhận. Bên cạnh Nguyễn Quang Hải, chúng ta còn có những cái tên mà được người ta nhắc và những người hâm mộ cũng thấy là tài năng không kém gì những cầu thủ của các nước khi chơi với Trung Quốc hay Thái Lan hay là các nước trong khu vực. Thậm chí là khi chúng ta đụng với những cái câu lạc bộ lớn như là Nhật hay Hàn Quốc thì chúng ta cũng có những cầu thủ cũng có thể chơi được, là cầm bóng tốt. Thì tôi kể các tên để chúng ta thấy là ví dụ Đỗ Hùng Dũng hay là Nguyễn Hoàng Đức này. Rồi cái hàng phòng nữ chúng ta có Quế Ngọc Hải hay là Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Trung hay là Bùi Hoàng Việt Anh. Đó là những cầu thủ mà hoàn toàn có khả năng có thể ra thi đấu ở nước ngoài. Khi mà các cầu thủ này rời cái vị trí ở trong V-League để ra thi đấu được ở nước ngoài đó, thì sẽ có những cầu thủ trẻ khác họ được thi đấu chính thức trong các cái đội hình trong nước. Thì từ đó ta có các cái tiếp nối. Thì đó là cái bài học mà Nhật, Hàn Quốc cũng như là các nước ở châu Á từng giành cái suất để dự World Cup đó là họ đều làm như vậy. Thì cái điều đó đó nó giúp cho cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam tốt hơn trong tương lai. Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bụi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.